Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay thì thấy cần câu rồi. Ít hôm nữa mới về, giờ mình sẽ quay máy câu cho mọi người nhé. Đây, đầu tiên là con máy câu này. Câu này thì ngoại hình của nó đây. Chất liệu của nó là bằng nhựa. Nha mọi người, chất liệu bằng nhựa. Ngoại hình của nó như thế này. Cái size của con này tương đương với size 1000 nha mọi người, tương đương size 1000. Size thật. Đấy, này. Cái vành trượt cước này, đấy. Nó bị hơi xước đứt chỗ này, về mọi người đánh ra nhá. Đấy, nó chạy cước mà nó có lằn luôn này. Đấy, mọi người về đánh ra vắt, về cước nó vẫn chạy trong cái lằn này thôi. Không đổi tay được nha mọi người. Máy này dùng tay trái, không đổi tay được nhé. Đấy, khóa này, khóa cứng ngắc này. Mở. Ok. Cấu động nhưng mà không nghe tiếng tách 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 tách. Đấy. Rồi. Không có ghi thông số nha mọi người, không ghi thông số gì cả nên mình chỉ có thử radio cho mọi người thôi. 1 2 3 đây đồ khoảng cỡ 3.1 3.2 gì đó nha mọi người. Đây. Tay thì cũng không gặp được luôn. Tay này không gặp được luôn nha mọi người. Số 1. 50.000. Số 1 50.000 nha mọi người. Số 2 con máy này DF 2000R, mã của nó là như thế, nhưng mà con này thì size thực của nó tương đương với size 1000 nha mọi người. Tay không đổi tay được, không đổi tay được nha mọi người, không đổi tay, không gặp tay được. Đó. Cái này dùng tay phải này, khóa một chiều này. Đó. Mở này. Ok. Chất liệu bằng nhựa nha mọi người, chất liệu bằng nhựa. Đây. Nó có thông số cước, cước số 1 170 mấy, cước số 2 vào 120 mấy, cước số 3 vào 100 mấy, cước số 4 vào 80 mấy nha mọi người. Radio của nó là 3.4, radio 3.4. Rồi ok. À, có cái đá trượt, phần trượt cước này thôi. Đây. Nó hơi bị hoang hoang, mọi người về đánh ra nhé. Ok. Số 2. Số 2, 40.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 3 là con máy này. Chanley này, mã XE 470. Con này chắc cũng China xuất Nhật. À, Taiwan nha mọi người. Taiwan. Con này Taiwan xuất Nhật nha mọi người. Chất liệu là bằng nhựa. Nó bỏ ngoài chất liệu bằng nhựa. Đấy, khóa một chiều này, ở này. Không đổi tay trái phải được, không đổi tay trái phải được và không gặp được nha mọi người, tay không gặp được. Đây. Cái khuyên trượt này đây. Nó trượt cước mà có lằn luôn đây. Đó. Ok. Này. Thông số này là
LB da. Ratio của nó là 3.2. Thông số gì đây? Này thông số tải cá. Thông số này mình đọc không hiểu lắm nha mọi người. LB với da gì đây? Ok. Khóa một chiều. Con máy này số 3 50.000. Số 3 50.000 nha mọi người. Này, số 4. Con máy này chắc là China xuất nhập. Số 4. Con này chất liệu bằng nhựa nha mọi người, chất liệu bằng nhựa, vỏ bằng nhựa. Ngoại hình của nó đây. Tay thì không đổi tay trái phải được, không đổi tay được và chỉ dùng tay phải thôi. Không đổi tay được, chỉ dùng tay phải thôi và không gập được nha mọi người. Đây, trượt cước của nó trượt trên cái thanh này luôn. Siết cột. Đó. Tải 3 cái máy cá. Ratio 3.2. Cước. Cái này là thông số nhựa à. 0.18 là 190 m, 0.25 là 100 m. Đấy. Ok. Đó một chiều. Ok nhá. Này con số 4. 40.000, số 4 40.000 nha mọi người. Số 5 là con máy này. Ratio 3.4, chất liệu là vỏ nhựa nha mọi người. Xuất xứ Korea, Korea xuất nhập nha mọi người. Đấy. Tay không đổi trái phải được và không gập được nha mọi người. Khóa một chiều. Ok. Này thông số nhựa. Ratio 3.4 mà trên này. Trên này nó dán có 2.9 nha. Này, phải không ta? Không là lạ vậy. Cấu này không biết có phải của nó không. Còn nó dính vào đây rồi nha mọi người. Đây. Đây. Cái thằng này chắc chắn của nó thì ratio là cái này đúng này. Còn cái cấu này nó hơi bị trật bài mà sao nó vừa khớp ra mà màu nó giống y như thế này. Đấy. Cấu thì thông số cước của nó lại đúng nha mọi người. Thông số cước của cấu thì lại đúng. Đây. Này thông số nhựa số cước kìa này. Cước 0.3 ly là 70 m. 0.23 ly là 120 m. Đây. Này là số 5. Số 5, 40. Tiếp theo, số 6 là con này. Con này chắc là China nha mọi người. China xuất nhập. Chất liệu là nhựa. Tay thì không đổi tay trái phải và không gập được. Đấy, cái tay quay này không đổi tay trái phải và không gập được.
Đây, khóa một chiều này, mở này. Đấy. Trượt, nó trượt cước rồi bằng cái này luôn. Đấy. Tải được 3 ký máy cá này. Radio là 3.2 này. Đấy. Thông số dù, số cước dù của nó đây. Ok. Là số 6. 40. À, mọi người nói nãy giờ những con máy nãy giờ toàn size tầm size 1000 hết nha mọi người. Video hôm nay máy tầm size tầm 1000 hết. Đây, tiếp theo là con này. Chất liệu là bằng nhựa nha mọi người. Vỏ ngoài bằng nhựa, cấu cũng bằng nhựa luôn. Đây. Mở hai chiều, khóa một chiều này. Ok, con này rất xuất xứ cũng China. Xuất Nhật nha mọi người, China xuất Nhật. Đây, và có thông số. Radio 3.3 Made in China này. China xuất Nhật. Đấy, còn thông số cước thì không thấy rồi. Ok. Tay thì không đổi tay trái phải được, không đổi tay trái phải và không gập được nha mọi người. Cái này dùng tay phải. Mọi người cứ coi như thế này là thấy tay mà mình bên này là bên phải, bên này bên trái thôi. Này số 7 nha mọi người, số 7, 40.000. Số 8 là con này. Này như hồi nãy giờ có mấy con này đó. Chất liệu là bằng nhựa nha mọi người. Chất liệu bằng nhựa, size của con này tầm size 1000. Đây, thông số radio 3.2. Ok. Con này China xuất Nhật nha mọi người. Số 8. Số 8. 40.000. Ồ, số 9. Số 9 đây mọi người. Số 9 là như con số. Số 9 là y con số. Số 8 luôn. Số 9 là y con số 8 lúc nãy luôn. Thông số y con số 8 luôn nha mọi người. Đây, cũng bằng nhựa này. Chất liệu cũng bằng nhựa này. Đây. Đấy, y con số 8 luôn. Đây. Đây, khóa một chiều. Mở. Ok. Như con số 8 thôi, thông số là như con số 8 nhé. Đây, radio 3.2. Còn cái thông số này là thông số dù hay số cước gì đây. Mình chỉ biết đọc cái thông số cước là cước số máy thôi, chứ cái thông số này như thông số dù, kích cỡ, cỡ dù hay cước thì theo ly nha mọi người, theo mili á. Đây. Ví dụ như cước mà 0,18 mili này. Là chừng nào.
số 9. Số 9, báo 10. Đây, con này chất liệu nhựa, chất liệu bằng nhựa nha mọi người. Con này size tầm cái size 1 nghìn. Đây, không đổi tay trái phải được, không gập tay được nhé. Cái chỗ này nó đang hơi rít rít nè mọi người, về nhỏ vào vô. Đây. Đây. Này thông số cước nhựa đây, 0,2 ly thì được 185 mấy, 0,8 ly 120, 0,3 thì được 90 mấy. Này là thông số tải cá khoảng được 4,5 kg. Vậy. Con này chỉ có một chế độ là khóa một chiều thôi mọi người, không có mở nhé. Số 10. 30 nghìn. Này cũng size tầm cỡ 1 nghìn nha mọi người, chất liệu là bằng nhựa, ngoại hình của nó đây, tay cũng không đổi tay trái phải được và không gập được nha mọi người. Này. Đây. GTO 3.3 Made in China xuất nhập. Đấy. Ok. Số 11. Số 11 40 nghìn. Số 12. Đây. Con này. Đây. Con này chất liệu bằng nhựa nha mọi người. Ngoại hình con ngoài thì đây. Mà size của nó tầm size 1 nghìn nhé. Tay không đổi tay trái phải được, không gặp được cái này tay phải nhé. À, khóa. Ờ. Đây. Cước số 4 vào 130 mấy. Ủa kìa vậy. Số 6 vào 95 mấy và số 8 vào 60 mấy nè. Radio mình thử cái radio thôi. 1 2 3 chắc cũng khoảng cỡ 3.3 3.3 nha mọi người. Số 12 40 nghìn. Là con này
cũng bằng nhựa graphic nha mọi người, chất liệu là nhựa graphic. Đây, size tầm cỡ size 1000. Tay thì không đảo tay trái phải được, mà đang dùng cái này dùng tay phải thôi nha mọi người, không gặp tay được luôn. Này, đang cạo với cái bao ni lông này thôi chứ không có gì cả. Đây, khóa một chiều. Này. À, 4.3 radio 4.3, thông số cước này, cước số 2 vào 150m, cước số 3 vào 120m, cước số 4 vào 90m. Này. Đó, trượt cước. Đó, trượt cước. Nó bẩn nhiều người, về vệ sinh ra đi, bẩn. Này số 13. 13, 40. À, 14 là con này. Con này chắc là China xuất nhập. Đấy, nó hơi rít rít. Khóa một chiều. Mở đây. Đấy, mà mình thấy cái tay nó lỏng lỏng rồi. Thấy cái tay nó lỏng lỏng. Đấy. Tổng số chạy 1 bi đây. Cước số 2 vào 90m, cước số 3 vào 80m, cước số 4 vào 60m. Radio của nó thử coi. Thử cái radio thử. 1, 2, 3, 4. Cỡ khoảng 4.7, 4.8 nha mọi người. Radio khoảng 4.7, 4.8. À, con số... mười mấy rồi ta, 14, 14, 30.000. Mười lăm là cái gang này, chất liệu là graphic đúng rồi, nhựa graphic. Đây, con này size tương đương với size 1000 nhé, size tương đương với size 1000. Khóa một chiều này, mở này. Đấy, có gặp tay đổi tay trái phải được nhé, con này có gặp tay đổi tay trái phải được, gặp tay đổi tay trái phải được. Này, côn nè, đây một bì, cứ số 3 vào 150 vào 100m. Một, hai, ba. Ôi, rồi, thử lại nè. Một, hai, ba, bốn. 4.7, 4.8 nè mọi người. Radio khoảng 4.7, 4.8. Này. Này số 15. 15, 50.000. Cái kêu khóa biển mà, khóa cửa biển mà. Kêu khóa cửa biển là không cho biển với lại không cho phương tiện giao thông công cộng. Đây, một con máy excellent. Con này size tầm cỡ 700-800 như thế này đây. Nhưng mà size này, nó hơi bị bó bó nha mọi người, hơi bị bó bó, mọi người về vệ sinh đi. Này, khóa một chiều này, mở này. Nhìn nó hơi cũ nhưng mà mình thấy chạy còn được á. Này. Côn. Mở cái thông số rồi nha mọi người. Mở cái thông số này. Có thông số cước rồi.
Đây, 1.5 là đi được 100 mét. Số 2 đi được 80 mét. Mờ quá đâu, không thấy gì nữa. Thử cái radio thôi. 1 2 3 3.8. Radio khoảng 3.8 nha mọi người. À, bằng nhựa graphic nha. Size tầm cỡ 7-800. Cỡ này đây. Đây. Okay. Korea. Con này con số 16. 16. 40.000. Thôi 30.000 đi, 16 30.000. Nhanh và luôn. Quên câu hỏi. Đây, số 17. Con này. Đây, cái gì đây? Vua chi quay gì đây, con này China xuất nhập rồi. Rồi, China. Đây, bằng graphic nha, nhựa graphic nha mọi người. Đấy. Con này thì đảo tay trái phải được và đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người. Đấy, khóa một chiều này, mở này. Con này size tương đương với size 1000 nhé. Tương đương với size thật của nó 1000 nhé. Này. Cước số 1 vào 140 mấy, số 2 vào 97 mấy, số 3 vào 72 và số 4 vào 60 mấy nhé. Radio của nó là 5 chấm, radio 5 chấm cho mọi người. Ok. Này. Cái khuyên trượt cước này. Ok. Hơi bị hoang hoang, chúng ta về đánh tí. Ok. Con này con số 17. 17, 50.000. Số 18 con này. Đây, con này chắc cũng China xuất nhập. Ngoại hình của nó đây. Size của nó, size thật của nó tầm 1000 nha mọi người, size thật tầm 1000. Đấy, tay thì đảo tay trái phải được và gập được nhé. Đảo tay trái phải và gập được. Đấy. Đấy. Ok. Đây, cái khuyên trượt cước đây. Đây. Nó chạy ratio của nó là 4.8 nha mọi người, ratio 4.8. Thông số cước của nó là cước số 2 vào 160 mấy, cước số 3 vào 100 mấy, cước số 4 vào 70 mấy nha mọi người. Đấy. Chất liệu là graphic. Đấy. Đảo tay trái phải gặp tay được. Này là số 18. 18, 60.000. Đây, 19 là con này. Của cái hãng nào đây? Marado. Con này chắc là China, Taiwan gì xuất nhập nha mọi người. Đây, ngoại hình của nó. Size thật 1000 nha mọi người, size thật 1000. Đấy. Khóa một chiều này, mở này. Số 3 vào 50 mấy. 1.5 vào 100 mấy. Số 2 và 80 mấy. À, con này size cỡ khoảng đây, size thực của nó cỡ khoảng 7-800 thôi, không lấy 1000 đâu. 7-800 thôi nha mọi người. Đây. Cước số 3 vào 50 mấy này. Radio của nó không? Để mình thử cái radio thử. 1 2 3 Radio khoảng cỡ 3.8, 3.9 nhé. Đó, đang bị dính cước này, rấu cước này.
người về gỡ đây nhá. Này số 19 50.000. Đây, số 20 cũng là con cứu cuối cùng trong video này. Đấy. Cái này để dán, mình dán cái cước rồi đây. Chất liệu là nhựa nha mọi người. Đây. Con này China xuất nhập. Size của nó, size thực của nó tầm 1.000. Đây. Ratio của nó là 3.8. Ratio 3.8 nha mọi người. Đấy, China. Ratio khoảng 3.8. Đây, không đảo tay trái phải và không gặp tay được nha mọi người. Đấy. Khóa một chiều, mở. Ok. Này số 20. Rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng đó là 0786 555599, mình ở Đà Nẵng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À, mọi người mua hàng nhớ mở hàng để kiểm tra coi cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video không nha mọi người. Và có bị bể vỡ gãy gì không trong quá trình vận chuyển. Có gì thì mọi người báo mình để giải quyết ngay. Còn mình đó rồi, mình sẽ không giải quyết những đơn hàng nào đã nhận hàng rồi, bắt đầu với kiểm tra hàng rồi báo mình bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.